đầu thì sự là rất là lo lắng ạ. Bởi em là một hiện, con là một hiện thì rất lo lắng. Và khi lên đây được các bác sĩ trao tay cho con thì thật sự rất là vui. Không thể nói được thành lời nữa. Và thì thấy bé khỏe mạnh như này thì rất là vui ạ. Còn chỉ biết nói lời cảm ơn các bác sĩ ở trên này thôi, chứ còn cũng không biết nói gì hơn ạ. Bệnh lý nhiễm khuẩn sơ sinh sớm và bệnh lý rất là nặng, có tỷ lệ tử vong đứng thứ hai sau các bệnh lý về suy hô hấp ở trẻ sơ sinh. Nguyên nhân thì thường là có các yếu tố nguy cơ từ các bệnh lý từ mẹ và các yếu tố từ chính cái thai nhi. Vì vậy mà chúng ta phải phát hiện, xử trí, điều trị sớm thì mới có kết quả tiên lượng điều trị tốt. Hiện nay thì các bệnh lý ở trẻ sơ sinh thì rất là đa dạng. Vì vậy các mẹ cần phải khám thai định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý từ mẹ và lựa chọn những cái cơ sở điều trị uy tín có cấp cứu sau sinh cho cả mẹ và bé.